in 3D của Ba Lan gây bất ngờ với khả năng in bằng nhiều loại nguyên liệu. Tin từ Rocklaw, Ba Lan, máy in 3D hiện đã trở thành một công nghệ phổ biến và đang được cải thiện trên toàn thế giới. Tuy nhiên, tại Ba Lan, một công ty tên là Zimov đã bứt phá thêm một bước lớn với một chiếc máy in đặc biệt có khả năng tự sản xuất và in ra các bộ phận của những chiếc máy tương tự. Hơn thế nữa, chiếc máy in này còn là chiếc máy duy nhất trên thế giới có thể in được bằng rất nhiều loại nguyên liệu khác nhau, trong đó bao gồm cả gốm, cao su, chocolate và bánh ngọt. Trên thực tế, chiếc máy này đã được chế tạo như một chiếc máy in 3D với chức năng hoạt động của một máy nghiền và một máy khắc CNC. Theo Zimov cho biết, việc in ra các bánh kẹo sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu sử dụng đầu in hợp lý. Hiện nay, Zimov đã nhận được rất nhiều ý tưởng và dự án từ khách hàng của họ. Ở thời điểm hiện đại, công ty này đã phát triển được hai loại đầu in mới là đầu in laser và đầu in xoay. Mặc dù mới chỉ đang ở giai đoạn chuẩn bị, tuy nhiên, Zimov vẫn tỏ ra lạc quan về khả năng phát triển vô hạn trong tương lai. Khi sử dụng máy in 3D của Zimov, người thiết kế sẽ được phép in thử một bản mẫu nhỏ để kiểm tra sản phẩm của mình. Để áp dụng các thay đổi theo mong muốn, người ta chỉ cần thay đổi đầu in và chương trình của máy, thay vì phải can thiệp vào toàn bộ thiết bị. Theo sau thành công tại hội chợ thương mại CeBIT năm 2014 ở Hanover, Đức, Zimov hiện đang công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu của công ty.